Công cụ thứ hai ở trong nhóm công cụ tạo hiệu ứng đó là công cụ envelope. Envelope thì nó giúp chúng ta làm cái gì? Nó giúp chúng ta làm biến đổi đối tượng bằng một cái cách rất là đặc biệt. Các bạn đã từng bao giờ nghe cái câu là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài chưa? Chưa. Đấy là nó một cái câu mà nó mô tả về cái đối nhân xử thế, cái cách sống làm sao cho nó thích nghi với cái điều kiện cụ thể. Nhưng đấy cũng là một cái câu để mà mô tả về cái thuộc tính của nước. Nước không có hình dáng cụ thể, nhưng nó được đựng vào đâu thì nó sẽ dựa vào cái hình dáng của cái vật đựng, nó sẽ có hình dáng của cái khối nước đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác là chúng ta cất một cái đối tượng vào trong một cái vật chứa, và sau đó thì chúng ta sẽ làm thay đổi hình dáng của vật chứa đi, khiến cho cái đối tượng vật chứa bên trong nó cũng sẽ thay đổi theo. Bây giờ chúng ta quan sát thử. Tôi có một hình chữ nhật chẳng hạn, hay là một hình vuông đi. Đó. Bây giờ tôi sẽ gắn cho nó một cái envelope. Cách làm như sau. Làm thủ công hay là làm trực tiếp trực quan cho đối tượng thì chúng ta sẽ chọn vào cái nhóm công cụ tạo hiệu ứng, chúng ta chọn envelope. Sau khi mà tôi chọn cái công cụ này thì thay vì xuất hiện 8 cái tay nắm điều khiển màu đen to xung quanh cái đối tượng thì chúng ta sẽ thấy có một cái đường viền đứt đoạn bám sát ngay vào đối tượng, và có 8 cái điểm điều khiển màu trắng nho nhỏ nó nằm xung quanh đối tượng này. Bằng cách là bấm vào một trong những cái điểm điều khiển này và co kéo nó thì chúng ta thấy khi chúng ta thay đổi cái envelope, cái vật chứa của đối tượng như thế nào thì đối tượng của chúng ta nó sẽ co duỗi theo đến đó, và nó sẽ làm biến đổi hình dạng của cái biến đổi hình dạng của cái đối tượng của chúng ta. Và cái khung này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó rất giống như là cái đường pháp mà chúng ta đã vẽ ra bằng các công cụ pen hoặc bezier. Cũng có điểm chính nhá, đúng không? Cũng có tay đòn phụ nhá. Kéo tay đòn nào thì nó xoay chuyển cái hướng của cái envelope đó, đúng không? Xoay lật này. Đấy. Cũng có thể là thêm hay bớt, cũng có thể là biến đổi từ một cái điểm cong thành thẳng. Trong cong thì chúng ta sẽ có cả ba cái trường hợp là nút gãy, nút trơn và nút tương tác, vân vân. Tất cả mọi thứ rất giống. Thế bây giờ chúng ta sẽ xem là nó giúp chúng ta làm cái gì. Đấy, hình dáng rõ ràng vừa nãy cái hình của chúng ta là hình chữ nhật, nhưng mà khi được đưa vào trong một envelope và chúng ta chỉnh envelope thì lập tức là nó sẽ thay đổi đi. Một cái hình này thì nhìn nó hơi khó đúng không? Bây giờ tôi đưa thử một cái chữ chẳng hạn. Bây giờ tôi cho một envelope vào đây thì sao? Tôi có thể tạo ra sự biến dạng rất là linh hoạt bằng cách là điều chỉnh cái envelope này. Chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta thao tác trực tiếp ngay trên đối tượng. Hai là chúng ta sẽ sử dụng các khuôn mẫu cho sẵn. Nhưng trước khi mà phân định rằng là làm bằng khuôn mẫu cho sẵn hay là thao tác trực tiếp thì chúng ta lưu ý là nó có mấy biến thể như thế này. Khi các bạn co kéo một cái điểm điều khiển ở trong cái envelope này thì các bạn có một số các tùy chọn. Ngoài những cái tùy chọn mà rất là quen thuộc chúng ta đã từng làm rồi, thêm điểm điều khiển, bớt điểm điều khiển, convert từ cong sang thẳng, từ thẳng sang cong, trong cong thì chuyển qua chuyển lại giữa ba cái chế độ nút là nút gãy hay là cắt nốt, đúng không? Smooth nốt là nút trơn và symmetrical hay là chúng ta gọi là nút tương tác, thì nó còn có 4 cái tùy chọn ở đây. Các bạn có thể bấm lần lượt mà chọn và thử nghiệm ở trên thanh property, bao gồm là unconstrained mode này, strain mode này, single arc mode và double arc mode. Mỗi một cái này khi mà chúng ta chọn một cái chế độ khác nhau thì lúc mà chúng ta kéo, cái sự tác động và cái đối tượng mà chứa ở trong cái khuôn mẫu envelope đó nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt đi. Bây giờ ví dụ như là tôi hủy bỏ cái thao tác này đi, chúng ta đặt thử vào đây mấy cái đối tượng và chúng ta thử nghiệm trong cái thao tác co kéo xem là cùng một cái
cùng một cái đoạn dịch chuyển, cùng một cái sự thay đổi ở trong cái envelope, thì với những cái tùy chọn khác nhau đó nó sẽ làm cho cái đối tượng của chúng ta nó thay đổi như thế nào nhé. Đấy, ví dụ tôi có từ này cái đối tượng đúng không? Đối tượng bây giờ tôi sẽ kéo giống nhau, chọn envelope này, bây giờ tôi đang để ở cái chế độ unconstrained mode này, bây giờ kéo một mạch từ đây ra đến đây, hình của chúng ta sẽ biến đổi này. Bây giờ với cái hình này tôi cũng chọn cái điểm này tôi kéo, nhưng mà thay vì là chọn cái chế độ unconstrained thì tôi chọn straight mode này, cùng kéo chạm đến mạch này đó. À, rồi tôi chọn là single arc mode này, và cuối cùng cái này tôi chọn kiểu double arc mode. À, mỗi một cái thao tác như thế này thì nó cũng sẽ làm cho cái hình của chúng ta nó biến đổi ít nhiều, không cái nào giống cái nào cả, tại vì là mỗi chế độ như thế thì cái độ tác động khi mà chúng ta có cái khung thì nó cũng sẽ có những cái điểm khác biệt. À, ngoài ra thì các bạn còn có một số các cái tùy chọn nữa ở trong này. Các bạn có mấy cái tùy chọn ở phần mapping node thì chúng ta có 4 tùy chọn: horizontal, origin, putty, vertical. Mỗi một cái như thế này thì nó sẽ lại làm cho cái hình này biến đổi theo một cách khác nhau. Ví dụ như là tôi chọn horizontal này, hoặc là tôi chọn origin này, hoặc là chọn gì đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm ở trên một cái khung như thế này đi. Bây giờ bỏ tạm cái này ra đây, bây giờ ta làm một cái hình khác nhé. Ví dụ vẫn cái chữ A này đi, một cái chữ thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ hơn, tại vì là cái chữ là cái cấu trúc mà nó tương đối là rõ ràng, chúng ta nhìn nó méo, nó thay đổi một tí hay nó như thế nào đó thì chúng ta cũng sẽ thấy ngay lập tức cái sự khác biệt so với lại cái hình gốc ban đầu. Cái cách làm trực tiếp chúng ta vừa mới thử nghiệm rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bằng cách là chọn vào trong trong effect đi, mà chúng ta chọn gọi cái envelope. Có trong Corel thì nó cung cấp hai đường, một số cái thì nó chỉ có cái công cụ thôi, nhưng một số cái thì có thể gọi theo hai đường, tức là vừa gọi ở công cụ vừa gọi ở menu effect. Thì envelope là một trong những cái mà nó có cả hai lối tiếp cận. Chọn envelope, Ctrl F7 thì chúng ta sẽ có một cái hộp thoại envelope được mở ra như thế này. Và bây giờ chúng ta có thể làm thử bằng cách như sau: chọn một đối tượng, sau đó thì chúng ta chọn vào cái phần F preset. Thì các bạn sẽ thấy là tôi có được một số các khuôn mẫu cho sẵn của Corel, và thông qua cái khuôn mẫu này, ví dụ chọn một kiểu này, thì các bạn sẽ nhìn thấy khuôn mẫu nó được áp dụng vào đây. Và bằng cách là chọn một trong những cái tùy chọn, sau đó thì chúng ta nhấp apply thì nó sẽ cho chúng ta cái kết quả. Đây, khuôn mẫu thì có rất là nhiều. Đấy, ví dụ này. Thì bây giờ chúng ta xem theo là nó có những cái tùy chọn như thế nào này. Ví dụ horizontal này, apply hình nó sẽ thế này. Nếu mà tôi chọn là origin, apply hình lại thế này. Đó. Nếu tôi chọn putty không khác mấy, đó. Vertical thì nó lại thế này. Mà đặc biệt nếu như tôi đánh dấu thêm một cái tùy chọn này nữa, cái keep line này, thì cái sự biến đổi thì cứ biến đổi, nhưng có một số thành phần nó sẽ cố gắng nó giữ ở cái mức độ gọi là thẳng. Đấy. Giữ đường thẳng nếu như có. Thế thì ở đây là chúng ta thấy là chúng ta có rất là nhiều các cái tùy chọn. Đấy. Bằng cách chọn như thế này tôi có thể là biến đổi nó sang thành những cái hình hài khác nhau. Thế và nó có một cái rất là đặc biệt nữa là chúng ta có thể là chọn một cái tùy chọn là lấy một hình nào đó để làm cái khuôn mẫu. Ví dụ bây giờ tôi có một cái chữ như thế này, bây giờ tôi muốn nó biến đổi theo cái dạng là
lồng vào, đưa vào được trong một hình trái tim. Ok, bây giờ chúng ta tìm hình trái tim nhé. Nếu mà nhớ không nhầm thì ở trong cái nhóm Basic Shape này là cung cấp cho chúng ta một cái hình trái tim có sẵn rồi, lấy ra thôi đó. Nhưng mà nó lại có một cái điểm mà chúng ta lại thấy là không xài ngay được, tại vì là những cái hình mà nó được vẽ bằng cách nhấp chuột kéo một cái mà ra ngay thì nó được coi là những cái đối tượng đặc biệt và nó tồn chứa những cái quy tắc riêng, những cái thông số riêng của nó. Do đó muốn mà sử dụng cái hình này làm thành một cái khuôn mẫu thì các bạn cần phải công cụ quy biến đổi nó trở thành một cái hình vẽ thông thường đã. Sau đó chúng ta làm thế nào? Đây, các bạn nhìn này, tôi chọn cái đối tượng, sau đó thì tôi sử dụng cái lệnh là create from, bấm vào đây và tôi chỉ vào cái khuôn mẫu này, vào cái hình này. Sau đó thì nó nhận diện được hình thì nó sẽ copy cái hình dáng, cái khuôn khổ của cái hình này về làm mẫu cho cái preset mới. Và sau đó thì các bạn có thể chọn lệnh gì đây, apply, kết quả cái chữ này hay là cái hình hay là cái đối tượng mà chúng ta đang chọn thì nó sẽ biến đổi, nó chuyển sang thành cái dạng đưa vào khuôn đó. Các bạn có thể chọn các tùy chọn khác nhau để xem là cái hình nào nó biến đổi như nào. Đấy, còn nếu mà giữ keep line thì nó sẽ cố gắng đưa tất cả những cái chỗ nào có thể giữ được cái tính chất đường thẳng thì nó sẽ giữ. Đấy, ví dụ như thế. Thế còn ứng dụng thì chúng ta làm những cái gì với lại cái thằng envelope này? Tôi lấy ví dụ như sau. Các cái phương pháp mà biến đổi thông thường chúng ta đã làm, tức là transform này, rồi thì co kéo xoay lật, đấy là những thứ mà chúng ta rất hay làm với các đối tượng ở trong Corel. Tuy nhiên đấy là chúng ta đang làm ở trong một cái không gian mà nó mang tính hai chiều, rất là phổ thông, rất là thông thường. Nhưng vừa rồi chúng ta đã đề cập tới một cái vấn đề gọi là không gian ba chiều ạ, đúng không? Một cái khối XQ hoặc là một cái khối mà khối trụ chẳng hạn, rõ ràng nó không còn nằm ở trong mặt phẳng hai chiều. Nếu mà tôi muốn áp một cái đối tượng nào đó, tôi muốn dán một cái gì đó vào những khối đó thì không hề dễ một tí tẹo nào. Tôi lấy ví dụ như sau. Chúng ta tạo thử một cái hình khối như thế này. Này, giữa control vẽ ra một cái hình vuông, đúng không? Từ cái hình vuông này bây giờ tôi extrude để cho nó trở thành một cái hình khối. Lấy ví dụ như thế này. Bây giờ hình khối có rồi và nó chỉ là một khối trơn. Nhưng bây giờ chúng ta có thể hình dung ra đây là một cái hộp hay là đây là một cái khối vuông, chẳng hạn như là cái khối đồ chơi của bọn trẻ con chẳng hạn, một cái khối nhựa, một cái khối gỗ, mỗi mặt nó dán lên, nó vẽ lên một cái hình chữ, một hình số hoặc là một cái chữ cái hay là một cái hình ảnh gì đó để cho bọn trẻ con nó vừa chơi, nó vừa xếp, nó vừa học theo các cái mặt chữ, mặt số hoặc là các hình đó chẳng hạn. Bây giờ ví dụ học chữ đi, tôi dán vào đây một cái chữ A. Ok, chữ A đọc vào đây, dễ quá, không còn gì dễ hơn nữa. Nhưng bây giờ tôi đặt một chữ B, chữ C vào hai mặt kia thì sao? Đặt vào đây có đặt được không? Rất khó. Tại vì cái stream này nó không đơn giản giống như là chúng ta làm bình thường. Nếu chúng ta làm bình thường theo cái cách này thì mọi chuyện có thể gán vào được. Vì sao? Vì nó tuân theo quy luật song song. Tôi lấy ví dụ mặt này xong, đó. Bây giờ tôi lật nó ra phía này, tôi có thể thu hẹp lại một tí, tôi có thể kéo xiên nó lên một tí để tôi tạo ra cái khối. Ok, lật tiếp này, kéo tiếp xuống này cho tới khi nào mà nó ngang. Đây là cái kiểu làm khối vẫn là làm ảo thôi. Thì chúng ta có thể làm như thế này. Lúc này tôi có thể là kéo đổ một cái chữ xuống, kéo xiên một cái chữ vào được, nhưng thằng này thì không được. Vì sao? Nó có độ hút đó, nó có vanishing point, nó có điểm tụ, nó có độ xa gần. Cái mặt nào mà gần chúng ta là to, mặt nào xa chúng ta thì nó nhỏ. Cho nên cái sự kéo song song, biến dạng song song không đáp ứng được trong trường hợp này. Bây giờ các bạn quan sát về cái chữ E này, nếu chúng ta làm một cách thông thường nhé. Đây, copy cắt đi một chữ đã. Bây giờ tôi bóp cho nó
nhỏ vào nhá. Tôi bấm thêm một lần nữa để tôi kéo xiên đi nhá. Song song hai cái cạnh này thì được, nhưng mà trên dưới này thì lại không ổn, đúng không ạ? Tại vì là cái cạnh trên dưới nó song song, nó không có độ hút, trong khi cái khối của chúng ta lại có độ hút, cho nên là nó vênh, nó không khớp được vào. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ phải làm bằng một cái cách khác. Tôi sẽ sử dụng và tôi cầu viện tới cái envelope. Ví dụ như là tôi dùng như sau. Chọn envelope. Trước hết là tôi chọn hết cái này để tôi biến đổi cái điểm điều khiển thành đường thẳng đã. Vì tôi đang làm việc để tôi ép một cái đối tượng vào cái mặt khối phẳng. Sau đó thì càng nhiều điểm thì càng khó điều khiển, do đó tôi sẽ bỏ bớt những cái điểm không cần thiết đi. Tôi chỉ kéo bốn góc thôi. Sau đó tôi sẽ chọn từng cặp thế này. Tôi ép nó vào. Khi ép nó vào thế này thì tôi đã giải quyết được là gì đấy, song song theo trước sau rồi, đúng không? Bây giờ từng cạnh này một tôi sẽ đẩy lên thêm cho tới khi nào mà các cái hướng này nó song song với lại cái độ hút của cái khối, thì lúc này cái đối tượng của chúng ta nó sẽ bám được vào cái mặt. Thế còn nó được đến đâu, hợp lý đến đâu thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và chúng ta sẽ sử dụng một trong những cái tùy chọn này sao cho nó đảm bảo là cái góc biến dạng này nó không bị làm cho cái chữ của chúng ta méo. Cũng tương tự như vậy, bây giờ tôi cần một cái chữ C, tôi đưa lên đây ạ, chuột phải vào đây, nhấp đúp cho tới khi nào dấu nháy hiện lên bồi đen chip C. Sau đó thì tôi cũng sẽ làm tương tự như vừa rồi, envelope này chọn hết, biến đổi thành đường thẳng này, bỏ hết tất cả các điểm trung gian không cần thiết đi. Tôi làm với từng cặp cạnh thế này thôi, cho nó xuống này, đó, đẩy nó vào giữa này. Sau đó thì lần lượt từng góc này, cứ kéo cạnh nào góc nào nó song song với cái hình mẫu góc đó thì chúng ta sẽ đưa được nó vào theo một cái gì đó nó nằm yên được vào trong cái góc, trong cái mặt phẳng mà chúng ta điều chỉnh. Cái này thì vẫn còn hơi hơi dễ, đúng không? Tại vì là chúng ta vẫn là các mặt phẳng thôi, mặc dù nó có cái độ hút gần xa của các cái khối, nhưng mà bây giờ chúng ta làm thử với một cái khối khác xem nào. Bây giờ tôi làm một cái hộp trụ nhé. Đây, chúng ta làm một cái hộp hình trụ. Rộng này. Copy độ rộng tiếp này. Rồi, hai thằng rộng bằng nhau. C thẳng hàng. Kéo lên cho ăn vào đây. Giữ shift kéo xuống. Hình dưới và hình đứng hàn vào. Thằng này cho lên trên cùng, shift back up xong. Bây giờ tô màu. Interactive tô chuyển đó, cái này sang một màu hơi ghi ghi một tí, thằng này cũng sẽ hơi ghi ghi một tí. Ví dụ thế. Bây giờ cái bề mặt chuột phải lên đây, copy fill here, chọn kiểu còn đi ca đi, ví dụ thế. Đây, hộp của tôi có rồi đó. Bây giờ tôi dán nhãn vào. Bây giờ làm nhãn đã nhá, nhãn phẳng này. Bây giờ chúng ta lấy thử một cái hình gì đó. Đây, vào text đi.
vào insert character. Trong này tôi sẽ sổ danh sách ra và tôi tìm tới cái nhóm lệnh là webding hoặc winding. Bây giờ lấy một cái hình gì đó ở trong này. Cá nha. Ví dụ này, bây giờ cái nhãn dán thì tôi có thôi đấy, rất đơn giản này. Đó, thế nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là dán nó vào đây có dễ không? Không dễ một tí tẹo nào, tại vì là đây là khối trụ chứ nó lại không phải là cái mặt phẳng. Và lúc này thì tôi lại cần phải có một cái mẫu, cần phải có một cái gì đó để dẫn hướng cho nó. Thế chúng ta sẽ thử nghiệm như sau nhé. Lấy thử cái hình này đi. Tạo ra một bản sao nhé. À, bây giờ ví dụ tôi có một cái hình như thế này. Đây chính là cái khuôn mà tôi muốn lấy, tại vì nó được xử lý làm cong theo cái khối, đúng không? Bây giờ bằng cách là chọn cái nhãn mà đã được group này vào rồi. Bây giờ tôi làm như sau. Chọn cái công cụ envelope. Sau đó thì tôi có thể là sử dụng cái tùy chọn là grid envelope from. Các bạn gọi từ đây hoặc là các bạn vào trong cái lệnh như vừa rồi cũng được. Effect này, envelope này. Và lúc này các bạn bấm vào cái grid from, các bạn chỉ vào đây. Hoặc là các bạn bấm từ đây. Ở đây, grid and envelope from, chỉ vào đây, đều được. Nó sẽ đưa ra cái hình mẫu để nó bắt cái này uốn cong theo. Đấy, sau đó thì các bạn xử lý. Nếu mà các bạn sử dụng cái này thì chỉ việc là ấn enter, ấn ok là xong. Nhưng nếu mà trong cái này, khi mà chọn được rồi thì các bạn phải bấm vào cho tôi một trong những cái điểm điều khiển. Đấy nha, chúng ta làm lại một chút để cho nhìn thấy cái sự khác biệt giữa hai cái cách làm nhé. Đây, lấy hai cái này. À này, lấy hai cái này. Đấy. Nếu mà chúng ta lấy bằng cái bảng lệnh này thì bấm vào đây. Bấm vào đây. Sau đó apply. Xong, nó sẽ uốn theo cái đối tượng mà chúng ta cần nhá. Thế còn nếu mà vừa nãy trong bảng này vẫn còn keep line cho nên nó lại giữ, nó không cho uốn cái cạnh thẳng đi. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng bằng thủ công nhé, thì các bạn quan sát một tí như thế này. Chọn cái này, chọn envelope, chọn lệnh là grid envelope from, sau đó thì các bạn chỉ vào đây.
thì nó ra rồi nhưng mà nó chưa chịu biến đổi ngay đâu, các bạn phải bấm vào đấy giúp tôi đấy, sau đó thì sử dụng phím mũi tên lên xuống, các bạn di dịch ít nhiều một tí tẹo để cho bắt đầu nó di dịch, thì lúc ấy bắt đầu nó nhận. Thì sau khi mà chúng ta làm được như thế này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nhãn này rồi thì cái mọi thứ bắt đầu nó chạy theo cái khuôn mẫu và nó bắt đầu uốn. Tất nhiên có thể là nó hoàn hảo ngay hoặc là chưa hoàn hảo. Nếu mà chưa hoàn hảo thì các bạn lại bấm vào đây cho tôi, đúng không? Các bạn lại vào cái envelope này bằng cách là bấm thêm vào đây, điều khiển thêm ít nhiều những cái này để các bạn di dịch nếu như các bạn cảm thấy nó chưa thực sự thuận mắt, đúng không? Thì các bạn có thể là điều chỉnh thêm. Thế bằng cách như thế này thì mình có thể ép một cái đối tượng nào đó, một cái dạng tài liệu gì đó vào trong một mặt có độ hút hoặc là một mặt có độ cong đấy, hoặc là đơn giản hơn ví dụ như là vừa nãy chúng ta tạo ra những cái chữ nghĩa các thứ hoặc là những cái gì đó nó biến dạng đi. Các bạn có nhớ là một trong các ứng dụng các bạn có thể làm thử, ví dụ như là các bạn làm những cái chữ triện, những cái chữ mà dạng câu đối, hoành phi câu đối mà chúng ta vẫn thấy ở trong trong những cái thiết kế ngày Tết ấy, đúng không? Cung chúc tân xuân hay cái gì đấy nó chạy theo một cái dáng chữ vuông vuông hay tròn tròn gì đấy, thì chúng ta có thể xếp những cái chữ nó tương đối vào trong cái dáng gần gần như thế theo một cái bố cục nào đó, xong rồi chúng ta sẽ ép nó vào trong cái khuôn mẫu hình tròn hoặc là hình lục lăng hay thành một cái hình gì đó bằng envelope, thì nó sẽ làm biến đổi những cái chữ đó để nó đưa vào trong khuôn, giống như là tôi vừa mới làm thử cho các bạn xem cái chữ love mà nó chui vào trong cái hình khuôn mẫu của trái tim ấy. Đấy, ví dụ như thế. Đấy. Thế còn thực ra thì có thể dùng trong nhiều trường hợp nữa, tuy nhiên là chúng ta sẽ cần phải gặp trường hợp công việc cụ thể và sẽ đòi hỏi thêm một cái sáng tạo trong cái công việc của chúng ta. Thế còn cái sức mạnh của nó thì các bạn thấy dùng nó có thể làm biến đổi đối tượng rất là mạnh mẽ khi mà chúng ta cần. Thế thì đấy là hai cái công cụ hiệu ứng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn trong cái buổi ngày hôm nay. Đấy, thì còn là buổi sau chúng ta còn một vài công cụ nữa chúng ta sẽ làm việc tiếp.